Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nana TV. Hiện tại thì game vừa mới cập nhật xong luôn nha các bạn. Và loài cá quý hiếm mini đang được các bạn săn đón rất là nhiều, nhưng mà có nhiều bạn vẫn chưa biết cách câu. Ở đây mình có một con để mình quay gần lại cho bạn xem nhé. Đây là một con cá voi gâu trắng mini, do đông quá cũng hơi khó quay, không biết các bạn nhìn kỹ thấy rõ không. Cái cách câu cá quý hiếm mini này rất là đơn giản luôn nha các bạn, cũng không có gì khó khăn, dễ hơn so với câu 4-5 nữa các bạn ơi. Vì mấy loài cá quý hiếm này nó rất là nhỏ các bạn, khi mà chúng ta gặp nó chúng ta cũng không có áp lực và không có gung khi như mà chúng ta gặp những cái 4-5. Với lại là nó rất là nhỏ nên nó rất ít đứt dây, nên các bạn yên tâm về điều đó nhé. Chúng ta chỉ cần biết cách lọc bóng và chọn đúng thời gian, đúng vị trí, chúng ta sẽ câu lên rất là nhanh luôn. Và bây giờ mình sẽ ra thuyền và câu trực tiếp để chia sẻ cái kinh nghiệm này cho các bạn luôn nhé. Thì cái thời gian mà câu mấy con cá quý hiếm này nha các bạn, nó giống như thời gian mà câu mấy con cá 4-5 thôi. Ôi, một cái 4-5 lên kìa các bạn ơi, sáng ai bảo là không có 4-5 đây nè, rồi đứt dây luôn. Nếu mà khi câu cá bạn gặp đứt dây thì bạn bút giùm mình ha 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 như thế này nha các bạn, xong rồi mấy bạn gửi mấy cái sticker mặt cười lên. Đấy, các bạn phải làm như mình như vậy nó mới vui nha các bạn. Đấy là khi mà chúng ta gặp những người bạn câu chung mà bị đứt dây 4-5 đấy các bạn. Thì những cái loài cá quý hiếm mini này nó cũng xuất hiện cùng giờ với những cái loài cá 4-5, quý hiếm 4-5 mà mình từng biết. Ví dụ như ở ngoài thuyền này thì nó sẽ có cá voi sát thủ và cá nhà táng. Thì các bạn cũng phải săn mấy con cá đó vào cái khung giờ đó nha các bạn. Nhưng mà bóng thì nó sẽ là khác. Nếu mà cái con cá voi sát thủ và con cá nhà táng bình thường 4-5, từ phút 55 cho đến phút 05 và từ phút 25 cho tới phút 35 là cá voi sát thủ. Còn từ phút 00 tới phút 05 và phút 30 cho tới phút 35 là cá nhà táng. Thì hai loài cá hiếm mini này nó cũng xuất hiện trong cái khung giờ này luôn. Bây giờ thì mình sẽ săn cá voi sát thủ mini với lại là cá nhà táng mini. Thì mình sẽ ra thuyền vào cái khung giờ này. Và các bạn chỉ câu những cái bóng một thôi nha các bạn. Các bạn cứ việc lọc bóng. Và ví dụ như bây giờ mình sẽ săn hai loài cá là cá to và cá nhỏ luôn, thì mình sẽ lọc chỉ câu bóng 1 và bóng 5 thôi. Nếu mà có bóng 5 thì mình câu bóng 5, nếu có bóng 1 thì mình câu bóng 1, còn lại 2, 3, 4 các bạn có quyền bỏ hết. Nếu mà ai thích bóng 4 thì có quyền câu bóng 4 nha các bạn. Còn lại bóng 2 và bóng 3 các bạn không cần phải câu. Thì các bạn cứ việc lọc như thế này, lọc hết cái đêm. Thì ví dụ như hết đêm rồi, nếu mà sau khi câu hết thời gian này rồi mà nó vẫn chưa ra được cá hiếm mini nào á, thì các bạn đổi địa điểm khác. Thì ví dụ như tiếp theo các bạn muốn câu cá heo hồng mini thì các bạn vào siêu thị, các bạn câu vào cái khung giờ ra cá heo hồng mini là khung giờ của cá heo hồng lớn luôn đấy, là 15 đến 17 và 45 đến 47. Còn nếu bạn nào muốn săn cá voi gâu trắng mini thì các bạn ra hải đăng câu vào cái khung giờ ra cá voi luôn nha các bạn. Đây là một cái bóng 5 nữa nè các bạn ơi. Để coi, bút trước đi rồi đứt luôn các bạn. Đó, các bạn thả ha 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 lên giùm mình nha. Xong rồi mấy bạn gửi mấy cái sticker cười này lên nè. Đó, các bạn nhìn rất là đẹp đúng không các bạn? Rồi, đùa thôi các bạn. Thì nếu mà các bạn muốn săn cá voi gâu trắng mini thì các bạn lại cái hải đăng, ra hải đăng câu vào cái khung giờ là từ 13 đến 18 và 43 đến 48 nha các bạn, là ban ngày đấy, ban ngày hải đăng. Thì cái khung giờ đó nó ra cá voi gâu trắng lớn và nó cũng sẽ ra cá voi gâu trắng mini luôn. Thì các bạn cũng việc câu bóng 1 và bóng 5. Có một bạn lên được cá nhà táng mini vương miện nè các bạn, rất là nhanh luôn nha. Từ lúc mà cập nhật tới giờ thì do mới cập nhật đó các bạn, loài cá này nó mới xuất hiện nên rất là nhiều bạn câu được. Thì các bạn phải tranh thủ vào câu nhé, tại vì mình nghĩ là qua 2-3 bữa nữa, qua 2-3 hôm nữa thì nó sẽ khó ra. Giống như mà cái đợt mà xuất hiện hộp quà sói đó các bạn, khi mà mới cập nhật nó ra rất là nhiều luôn. Rồi đến khi mấy hôm sau thì câu rất là khó ra, nên các bạn phải tranh thủ trong cái hôm nay các bạn phải đi câu nhé. Tại một bạn câu được cá voi mini vương miện nè các bạn. Hầu như từ lúc cập nhật tới giờ mình thấy rất là nhiều bạn câu thành công nha, mà hầu như là đều có vương miện. Mà đây là một cái bóng 5. Đấy, một người đã kéo lên con voi sát thủ. Thì bây giờ đã hết giờ rồi, ban ngày rồi. Ô, một người đang kéo bóng 5 nữa nè các bạn. Rồi đứt luôn đó. Các bạn tiếp tục nha. Thả sticker giùm mình đó, thả mấy cái sticker mặt cười nè các bạn. Đó, các bạn phải làm như vậy nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chạy ra hải đăng để mình tiếp tục săn cái con cá voi gâu trắng mini. Thì các bạn phải đi đúng cái khung giờ, giống như khi mà chúng ta săn bóng 5 vậy đó các bạn. Thì nó ra chung với lại khung giờ. Thì bây giờ nó mới cập nhật nên mình cũng tranh thủ để đi câu thì nó dễ ra hơn.
tại vì qua ngày hôm sau rồi là rất là khó ra. Bạn nào muốn săn thì phải săn nhanh nhé. Với lại hôm nay nó ra vương miện rất là nhiều các bạn, hầu như hồi sáng giờ ai câu thành công đều là ra vương miện không. Săn cá vô gâu trắng thì các bạn lại đứng ngay cái góc này nha các bạn, cái góc này nó rất thường xuyên ra cá vô gâu trắng luôn. Mình đứt ở đây 3 lần rồi đó các bạn, và mình thấy rất là nhiều bạn kéo thành công cá vô gâu trắng tại cái vị trí này. Đấy, cái vị trí mà mình thả cái phao màu hồng của mình đó nha các bạn. Thì để câu mấy con cá mini này các bạn phải dùng chiếc cần câu chuyên dụng của nó nha. Đó là mấy chiếc cần câu ngôi sao đó các bạn. Lại ông bán cá mua chỉ có 450 đồng thôi. Nó bằng với chiếc cần câu gỗ đấy. Thì các bạn câu bằng chiếc cần câu này mới ra được loài cá mini. Thì mình ở đây chỉ câu bóng 1 thôi. Với lại nếu mà nó xuất hiện bóng 5 thì mình sẽ câu bóng 5. Còn lại mấy cái bóng kia mình bỏ hết nha các bạn. Mà để câu ngoài biển nhanh lên á, thì các bạn nên đến sớm hơn 5-10 phút nha các bạn. Đến sớm hơn cái thời gian ra cá đó một chút xíu. Chứ các bạn đừng có lại đúng giờ. Nếu mà lại đúng giờ thì lọc nó không ra kịp đâu, là nó đã hết giờ rồi. Tại vì mấy con này nó xuất hiện rất là nhanh. Ví dụ như con cá vô gâu trắng này nó chỉ xuất hiện có 5 phút thôi. Còn nếu mà săn cá heo hồng thì nó chỉ xuất hiện có 2 phút. Nên mà để nhanh thì các bạn phải lọc từ sớm. Thì đây là một cái bóng 1 rồi các bạn. Nãy giờ là mình bỏ hết trơn mấy cái bóng lớn nha. Đó, thấy không? Một con cá vôi gâu trắng mini, hai người lên cùng lúc luôn các bạn ơi. Bạn bên kia là lên một con cá vôi gâu trắng mini của vương miện. Trời ơi là trời, mình thì cá vôi gâu trắng thường. Ôi là bù ghê luôn các bạn ơi. Ủa mà sao ở đây nó ghi là mình đây, đó là một con cá vôi, con cá có vương miện ta. Mình không có vương miện mà sao nó để ghi là đó là một con cá có vương miện. Thì ra là tất cả các loài cá này nó đều ghi là có vương miện các bạn ơi, chứ thật sự nó không có vương miện. Hàng gì mình nói sao mà ai cũng câu được con cá có vương miện vậy. Thì ra là không phải là tùy thôi các bạn, tùy con nó có vương miện, tùy con nó không có vương miện. Ok, giờ còn giờ thì mình vẫn cứ tiếp tục lọc bóng 1 với bóng 5 nha các bạn. Lọc thử hết giờ rồi nó xem nó có lên được con cá nào nữa không. Thì mấy con cá này nó có vương miện nhìn đẹp đúng không các bạn? Hồi nãy mình thấy đó, các bạn thấy đó. Có một người lên kế bên mình luôn, là hai người lên cùng một lúc. Bạn nó lên được con cá có vương miện, còn mình lên không được. Mình chỉ lên con cá mà không có vương miện thôi. Thì bây giờ mình vẫn tiếp tục lọc cho đến hết giờ. Mấy bạn đang xem video, nếu mà thấy hay thì cho mình xin một like với một lượt đăng ký kênh luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Khả năng là nó không ra được rồi các bạn ơi. Hết giờ rồi, sắp hết giờ rồi. Ok, thôi thì chúc các bạn câu cá thành công nhé. Video mình đến đây thôi nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.